Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020. Mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lẻ loi trong cơn thịnh nộ viêm phổi Vũ Hán tràn về. Khi dịch viêm phổi Vũ Hán có dấu hiệu lắng xuống, cho đến ngày 5 tháng 5, chỉ còn 5 quốc gia trên thế giới tiếp tục thực hiện việc phong tỏa nghiêm ngặt bao gồm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Romania và Maroc. Phần còn lại của thế giới bắt đầu bình thường hóa đời sống và sống chung với dịch bệnh. Hơn bao giờ hết, cộng đồng quốc tế muốn biết rõ hơn về dịch bệnh bùng lên từ Vũ Hán đã khiến cho trên 3,5 triệu người lây nhiễm và ít nhất 230.000 người đã chết, và con số này vẫn tăng lên hàng ngày. Theo các số liệu chính thức đã công bố như vậy, và buộc một nửa nhân loại sống trong phong tỏa khiến kinh tế toàn cầu suy sụp. Mọi con mắt đều đổ dồn về Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh này. Đây là hình ảnh ông Jeff Reson lúc còn phục vụ trong vai trò của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ. Mỹ đứng đầu cuộc tấn công vào Bắc Kinh khi nguyên thủ Hoa Kỳ tin tưởng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán. Nơi đây, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Jeff Johnson yêu cầu Quốc hội điều tra khả năng Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán, giống như cách các nhà lập pháp Mỹ điều tra cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng năm 1941. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ thời gian tới sẽ công bố một báo cáo đầy đủ về nguồn gốc virus gây dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể, theo tờ New York Times Post. Theo tờ The Sun, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben đã phát biểu vào hôm 3 tháng 5 khẳng định Trung Quốc rất cần phải trả lời những câu hỏi về cách xử lý dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vào giai đoạn đầu, và liệu nước này đã cảnh báo thế giới kịp thời chưa? Quan chức này nói cho rằng tình hình hiện tại đòi hỏi Bắc Kinh phải cởi mở với quốc tế về mọi thông tin liên quan đến bệnh dịch và những thành công lẫn thiếu sót. Chính quyền Úc vốn khá kín tiếng trên đấu trường ngoại giao quốc tế cũng hứa hẹn sẽ gây áp lực với Tổ chức Y tế Thế giới nhằm mở một cuộc điều tra về nguồn gốc virus. Bắc Kinh dọa sẽ trả đũa với việc tẩy chay hàng hóa và các trường đại học tại Úc. Liên minh châu Âu cũng bắt đầu cao giọng với Trung Quốc, cho dù với sự dè dặt. Vì châu Âu hiện nay có nhiều hợp đồng kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Trước đó, Bruxelles đã hạ giọng với những lời lẽ nhẹ nhàng hơn trong một tuyên bố lên án việc Bắc Kinh bóp méo thông tin về đại dịch. Tuy nhiên, giờ đây châu Âu đã tỏ ra cương quyết hơn. Bruxelles đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết cho một hội nghị toàn thể của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong một cuộc trả lời báo Pháp, lãnh đạo người ngoại giao Liên Âu, ông Josep Borrell nhấn mạnh đến như sau. Tầm quan trọng của việc làm sáng tỏ các bối cảnh cụ thể khiến đại dịch bùng phát và đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập về những gì đã diễn ra, cho dù coi Bắc Kinh là một đối tác chiến lược. Châu Âu cần tìm ra được một thế cân bằng về lợi ích. Tổ chức Y tế Thế giới mà từ đầu đến nay đã bị chỉ trích mạnh về thái độ thiên vị với Trung Quốc cũng bắt đầu thay đổi với việc đề nghị Bắc Kinh cho tham gia vào điều tra nguồn gốc virus. Đài Tiếng Nói Nước Pháp đã giới thiệu bài viết có tựa đề Trong trận cuồng phong COVID-19, bão đang đổi chiều nhắm vào Bắc Kinh, trên nhật báo Pháp Le Figaro. Đây là hình ảnh hàng chục ngàn sinh viên tham gia phong trào đấu tranh đòi dân chủ vào năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. Bài báo đã nhận định như sau. Bão đang đổi chiều bắt đầu thổi mạnh về hướng Trung Quốc. Khắp nơi trên hành tinh, càng ngày càng có nhiều tiếng nói đòi mở cuộc điều tra quốc tế để xác định nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Các sức ép ngày càng gia tăng chống lại chế độ Cộng sản Trung Quốc do Bắc Kinh từ chối cung cấp các kết quả điều tra dịch tễ học và mở cửa cho các chuyên gia quốc tế. Nghiên cứu về các nguồn gốc của virus được giới khoa học và giới chính trị xem như một nhiệm vụ cấp thiết để ngăn ngừa một đại dịch mới. COVID-19 kể từ giờ nằm ở tâm điểm trong cuộc chiến ngoại giao hiện nay giữa Bắc Kinh với các cường quốc phương Tây, với cuộc đối đầu dữ dội giữa hai mô hình trái ngược, mô hình dân chủ đòi hỏi sự minh bạch và mô hình của các chế độ siêu độc tài và cộng sản tìm mọi cách che giấu thông tin, bóp méo thông tin. Câu hỏi mà tờ Le Figaro đặt ra, ai sẽ thắng? Bản thân chính quyền Trung Quốc cũng ý thức được sự căm phẫn của thế giới với chế độ Bắc Kinh. Theo Reuters, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc vào hồi tháng trước đã cung cấp cho các lãnh đạo nước này một báo cáo nội bộ cho thấy giờ đây chế độ Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với một làn sóng đối kháng chưa từng thấy từ quốc tế. Kể từ sau vụ đàn áp của Thiên An Môn vào năm 1989 đến nay thì đây là làn sóng lớn nhất. Vào thời điểm đó, phương Tây đã từng áp đặt các trừng phạt. Còn giờ đây, cho dù Trung Quốc đã mạnh hơn rất nhiều, cục diện thế giới cũng có thể nghiêng về phía bất lợi cho Bắc Kinh với đại dịch bùng lên từ Vũ Hán. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, CSIS,
thân cận với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tâm lý bài Trung có thể khiến dự án con đường tơ lụa mới bị giảm tốc. Cũng có khả năng quan hệ Mỹ và Trung Quốc xấu đi nhanh chóng và đụng độ vũ trang giữa hai nước có thể xảy ra. Tờ báo Le Figaro khép lại bài báo Cơn bão đang đổi chiều với nhận định, dù sao ưu tiên của Trung Quốc hiện nay vẫn là dường như tìm mọi cách bất luận cực đoan thế nào để không phải đối mặt với sự thật về nguồn gốc virus. Trong một diễn biến liên quan, một tài liệu điều tra của các cơ quan tình báo thuộc Liên minh gồm các nước Anh, Úc, Canada và New Zealand cáo buộc Bắc Kinh đã phá hủy bằng chứng về nguồn gốc virus với nhận định thái độ của Trung Quốc là một sự lăng nhục đối với đòi hỏi minh bạch quốc tế. Đây là hình ảnh của hãng truyền thông Úc Daily Telegraph đã công bố tài liệu của lực lượng tình báo về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19. Hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 5, hãng truyền thông Úc Daily Telegraph đã công bố nhiều thông tin từ một cuộc điều tra của Liên minh tình báo về nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19. Tinh thần chính của tập tài liệu 15 trang mà Daily Telegraph có được khẳng định chính quyền Trung Quốc đã cố tình xóa bỏ hay phá hủy các bằng chứng về dịch bệnh. Bắc Kinh bị cáo buộc đã che giấu thông tin, bịt miệng và khiến cho nhiều bác sĩ muốn nói lên sự thật mất tích, phá hủy các bằng chứng trong phòng thí nghiệm, từ chối cung cấp các mẫu virus sống mà các nhà khoa học và quốc tế đang cần để nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Các hành động như trên của Trung Quốc bị tố cáo đã khiến rất nhiều quốc gia lâm vào tình trạng nguy hiểm và dẫn đến hàng chục nghìn người chết. Nhiều hồ sơ của nhóm Flyweight tập trung vào nhóm nghiên cứu thuộc Viện Virus học Vũ Hán do nhà nghiên cứu nổi tiếng về virus corona ở loài rơi bà Thạch Chính Lệ đứng đầu. Kết quả nghiên cứu về một số loại virus corona ở loài rơi tại một hang động ở tỉnh Vân Nam cho thấy sự tương đồng về bộ mã di truyền hết sức lớn với virus corona gây bệnh COVID-19. Theo tờ Daily Telegraph, có ít nhất một trong số 50 mẫu virus được tiến sĩ Thạch Chính Lệ nghiên cứu về mặt di truyền, giống đến 96% với virus gây bệnh COVID-19. Hơn nữa, một nghiên cứu được nhóm các nhà khoa học do bà Thạch Chính Lệ đứng đầu công bố hồi tháng 3 năm 2019 nhận định rất có khả năng các bệnh dịch giống như SARS hay MERS đến từ các virus corona sống ký sinh ở loài rơi. Và nhiều khả năng dịch bệnh sẽ xuất hiện tại Trung Quốc. Tài liệu điều tra của nhóm FreakWest cũng mô tả việc chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên các trang mạng Internet liên quan đến dịch bệnh ngay từ cuối tháng 12 năm 2019. Đây là hình ảnh nhân viên y tế đưa người nhiễm virus corona đi cách ly ở thành phố Vũ Hán vào hồi tháng 2 năm 2020. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Y tế của tỉnh Hồ Bắc ra lệnh cho các phòng xét nghiệm ngừng các hoạt động phân tích về loại virus mới và yêu cầu tiêu hủy các bệnh phẩm. Vào ngày 3 tháng 1, Ủy ban Y tế quốc gia ra lệnh cấm xuất bản các thông tin liên quan đến căn bệnh mới xuất hiện. Tờ Daily Telegraph cũng đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp đáng lo ngại nhất của nhà nghiên cứu Hoàng Yến Linh, thành viên Viện Virus học Vũ Hán, được cho là bệnh nhân số 0. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 2, Viện Vũ Hán phủ nhận điều này và tiểu sử cũng như hình ảnh của nhà khoa học trên trang chủ của Viện Nghiên cứu đã bị xóa bỏ. Theo Viện Virus học Vũ Hán, bà Hoàng vẫn khỏe mạnh. Nhưng kể từ đó đến nay, nữ y khoa học này đã biệt tích. Vẫn theo tờ Daily Telegraph, Trung Quốc đã có bằng chứng về virus corona mới có thể lây từ người sang người từ ngày 6 tháng 12 năm 2019, nhưng chỉ chấp nhận sự thật này từ ngày 20 tháng 1 năm 2020, trước khi ra quyết định phong tỏa Vũ Hán từ ngày 23 tháng 1. Trong lúc không có rõ ràng về khả năng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, thì Liên minh tình báo FreeWest đặc biệt chú ý đến việc chính phủ Úc tài trợ cho một nghiên cứu của nhóm khoa học gia Vũ Hán, trong đó tiến sĩ Thạch Chính Lệ trong các nghiên cứu và can thiệp vào hệ thống mã di truyền của virus corona ở loài rơi để xem xét khả năng các virus nói trên lây truyền sang các động vật có vú khác như thế nào. Khi cơn cuồng phong kéo đến, Trung Quốc đơn độc đáp trả bằng các tiểu xảo quen thuộc. Thay vì chọn Tổng thống Mỹ Donald Trump là mục tiêu tấn công, Bắc Kinh đã chuyển hướng chỉ trích sang Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Bắc Kinh tung ra chiến dịch tấn công Ngoại trưởng Mỹ trên truyền thông, lên án ông Mike Pompeo là kẻ thù của nhân loại. Chiến dịch tấn công lãnh đạo ngoại giao trên truyền thông của nhà nước Trung Quốc diễn ra liên tục từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 4. Pompeo là kẻ dối trá, kẻ vu khống. Báo chí Trung Quốc coi Mike Pompeo là ngoại trưởng Mỹ tồi tệ nhất trong lịch sử. Bốn tội lỗi của ngoại trưởng Mỹ mà truyền thông Trung Quốc bêu ra là cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, che giấu thất bại của Mỹ trong việc phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, đổ hết trách nhiệm cho Trung Quốc và khiến thảm họa nhân đạo trên thế giới gia tăng do các đàn áp quá mức
nhắm vào một số quốc gia như Cuba hay Iran. Và truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng nói tóm lại Ngoại trưởng Mike Pompeo là kẻ gần như không còn nhân tính và là sự hổ thẹn của nền ngoại giao Mỹ. Trên thực tế, truyền thông Trung Quốc tránh đả kích công khai Tổng thống Mỹ, mũi nhọn chỉ trích nhắm vào Hoa Kỳ được dồn sang viên ngoại trưởng này. Trên bình diện đa phương, một ngày sau khi châu Âu cho biết Liên minh và 27 quốc gia thành viên sẽ đồng tài trợ cho một dự án nghị quyết kêu gọi đánh giá độc lập trên cơ sở dữ liệu về virus corona mới gây ra căn bệnh COVID-19 tại Hội nghị Y tế Thế giới trực tuyến được tổ chức vào ngày 18 tháng 5, Trung Quốc đã có động thái đáp trả ngay tức khắc. Đây là hình ảnh đại sứ Trung Quốc tại châu Âu tham gia cuộc họp của châu Âu vào ngày 4 tháng 5. Trung Quốc đã trả đũa lại châu Âu bằng cách đã cử một đại diện cấp thấp tham dự sự kiện cam kết toàn cầu do châu Âu dẫn đầu về vaccine COVID-19. Trong số 43 quốc gia tham dự, Trung Quốc là nước duy nhất không cử quan chức cấp bộ trưởng, mà thay vào đó là đại sứ Trung Quốc tại châu Âu Trương Minh. Sự tham dự của đại sứ Trung Quốc tại châu Âu Trương Minh được công bố vào phút cuối vì các thông tin trước đó của châu Âu cho thấy Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ phát biểu theo một thông báo truyền thông của châu Âu gửi đi 4 giờ trước khi sự kiện diễn ra. Trung Quốc không chỉ đưa quan chức cấp thấp tới sự kiện trực tuyến mà còn không đưa ra cam kết tài trợ mới nào, cũng không hứa sẽ biến bất kỳ loại vaccine thành công nào thành lợi ích chung như một số nước tham gia kêu gọi. Đại sứ Trung Quốc tham dự chỉ lên tiếng kêu gọi tạm dừng các trò chơi đổ lỗi rõ ràng và đề cập đến nỗ lực của Hoa Kỳ và châu Âu trong việc điều tra nguồn gốc của virus corona. Một nhà ngoại giao châu Âu lưu ý rằng vị đại sứ Trung Quốc không tập trung vào vaccine, vốn là vận chủ đề của sự kiện, mặc dù Bắc Kinh là một trong những quốc gia hàng đầu nghiên cứu về COVID-19. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cuối tuần vừa qua cho biết, nước này đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng cho 3 loại vaccine ngừa COVID-19 của 3 công ty, bao gồm công ty công nghệ sinh học CanSino Biology, công nghệ sinh học Genovac và viện sản phẩm sinh học Vũ Hán. Ông Antonio, một chuyên gia về mối quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược ở Paris, Pháp, nhận xét Trung Quốc muốn thuyết phục châu Âu rằng họ là đối tác tốt hơn Mỹ và sẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, họ đã không thành động khi họ có cơ hội này để làm như vậy. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa cam kết tham gia một cuộc điều tra quốc tế nào vì cho rằng đó sẽ là một trò chơi đổ lỗi nhằm vào Bắc Kinh, mặc dù Trung Quốc đã nhiều lần cam kết hỗ trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Và phương Tây đã liên tục đưa ra những cáo buộc liên quan đến vấn đề minh bạch thông tin của Trung Quốc về dịch viêm phổi Vũ Hán cũng như nguồn gốc của loại virus này. Trung Quốc đang phải hứng chịu những quả báo do những tai họa mà chính quyền nước này vì che đậy và giấu thông tin đã gây ra cho nhân loại. Và trước những cáo buộc như vũ bão của Mỹ, Anh, Úc, châu Âu và nhiều nước khác, Trung Quốc sẽ không còn cơ hội để giấu giếm sự thật trước công chúng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc lẻ loi trong cơn thịnh nộ COVID-19 tràn về. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de